Vũ Minh Cường hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ hai. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Z Studio thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau đi qua chủ đề thứ nhất của vòng bản lĩnh mang tên Một Ngày Mới. Một ngày mới đã mở ra để chào đón các ca sĩ đến với vòng tranh tài trên sân khấu rực rỡ của Tỏa Sáng Sao Đôi. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề thứ hai của vòng bản lĩnh, vẫn với các màn biểu diễn đơn ca với chủ đề lần này là Tình Khúc Cho Nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật quyền lực của chương trình ngày hôm nay, đó là những vị giám khảo. Cùng chào đón vị giám khảo xuyên suốt chương trình danh ca Ngọc Ánh, giám khảo khách mời ca sĩ Quang Hà, giám khảo khách mời ca sĩ Vân Khánh. Dàn giám khảo rất là đẹp bề hình. Dạ vâng ạ, cảm ơn những vị giám khảo đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời các anh chị về với vị trí của mình ạ. Xin mời ạ. Dạ, đầu tiên xin được hỏi giám khảo Ngọc Ánh là chị sẽ có những cái dự đoán như thế nào về cá tính âm nhạc của bạn này sẽ hợp với bạn kia ra sao? Có nghĩa là chị sẽ dự đoán là những cặp tỏa sáng sau đôi của chúng ta như thế nào ạ? Qua 2 ngày thi, chị đã nhìn thấy được các cái cá tính âm nhạc của các bạn ấy và chị tưởng tượng ra cặp đôi với nhau sẽ kết hợp như thế nào. Thì chị sẽ chọn là Minh Sang với Phương Trang, Bảo Đăng với Duyên Quỳnh và hai bạn nữ còn lại là Hồng Gấm và Phượng Vũ. Hai cặp nam nữ và một cặp là nữ nữ. Dạ. Qua đêm thi hôm nay nè và đêm thi tuần sau nữa thì chúng ta sẽ biết là dự đoán của danh ca Ngọc Ánh liệu có chính xác hay không, những cặp đôi đó có thuộc về với nhau hay không. Đối với lại ca sĩ Quang Hà và ca sĩ Vân Khánh, khi mà đến với chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ hai này thì anh chị kỳ vọng như thế nào về đêm thi ngày hôm nay ạ? Đây là lần đầu tiên Hà ngồi với cái cương vị là giám khảo khách mời của Tỏa Sáng Sao Đôi, thì Hà hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có đủ sự bình tĩnh để mà thăng hoa và bùng nổ những cái tiết mục của mình. Và hy vọng rằng các bạn sẽ bắt cặp được với nhau những cái người thật là hợp gu để mà dâng đến cho khán giả những cái tiết mục coi như là hết mình và cháy bỏng. Hy vọng là các bạn sẽ tỏa sáng. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà. Ca sĩ Vân Khánh, ở mùa đầu tiên á, mỗi khi mà chị xuất hiện như là dòng suối ngọt ngào làm cho các ca sĩ á, cảm thấy rất là tự tin luôn. Dạ, thì năm nay chị có theo phong cách như vậy nữa không ạ? Vân Khánh thì lúc nào cũng vậy thôi. Với cái mùa 2 này thì Vân Khánh thấy một cái danh sách các bạn ca sĩ trẻ cũng là khá quen thuộc. Đều là những bạn có những cái năng lượng rất là tốt. Các bạn rất là thông minh tại vì mỗi bạn đều có một cái chất giọng rất là đặc trưng và có một cá tính riêng của mình. Chính vì cái cá tính đó, đôi lúc mà sự kết hợp với nhau sẽ rất là khó. Phải không chị Ánh? Tại vì thường thường mình cũng vậy, mình hát đơn á. Tới khi mình tìm được một cái giọng song ca để mà hợp rơ với nhau rất là khó. Thì Khánh mong rằng các bạn khi mà đã hát cặp đôi với nhau thì phải tìm cái điểm chung nào và tìm những cái nét tương đồng trong cách xử lý, trong cái phong cách âm nhạc của mình để có thể cho ra một cặp đôi thật là tốt để mà có thể tiến sâu vào trong những phần trong nữa. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Vân Khánh. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu những màn tranh tài, Vũ Minh Cường xin tóm tắt thể lệ cuộc thi của Tỏa Sáng Sao Đôi như sau. Chúng ta có 2 vòng thi đơn ca để các ca sĩ phô diễn tài năng và sở trường của mình. Và sau đó 6 ca sĩ sẽ bốc thăm ghép thành 3 cặp đôi với phần thi song ca. Sau mỗi phần dự thi, các giám khảo sẽ nhận xét và cho điểm. Mỗi vòng thi sẽ có 1 giám khảo giữ lại số điểm của mình cho đến khi vòng thi kết thúc. Tổng điểm của mỗi ca sĩ sẽ cộng lại qua mỗi vòng thi và điểm của đêm chung kết sẽ được nhân đôi. Cuối cùng, cặp sao đôi nào có số điểm ở phần thi đơn ca và song ca cao nhất sẽ giành được giải nhất với phần thưởng là 100 triệu đồng. Cặp sao đôi giải nhì có phần thưởng là 70 triệu đồng. Và cặp sao đôi giải ba có phần thưởng là 50 triệu đồng. Và ca sĩ mở đầu cho chủ đề Tình Khúc Cho Nhau là anh chàng đẹp trai, áo quân của Người Kể Chuyện Tình Mùa Ba, người đã gọi tên ngày mới thật tưng bừng ở tuần trước. Hãy cùng gặp lại chàng ca sĩ Minh Sang. Minh Sang xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi. Và ngày hôm nay thì Sang sẽ trở lại với tập thứ 2 với chủ đề là Tình Khúc Cho Nhau. Khi nhắc đến chủ đề Tình Khúc Cho Nhau thì tất cả quý vị sẽ nghĩ đến những tình khúc trải qua năm tháng. Nhưng mà ngày hôm nay thì Sang muốn gửi đến một sáng tác rất là nổi tiếng trong những năm gần đây, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, ca khúc Vô Cùng. Và trong ca khúc này thì có một câu mà có lẽ mọi người đều thích, đó là anh thương em như thương cây bàng non, thì giống như là một lời tỏ tình của một chàng trai dành cho một cô gái vậy.
Ca khúc Vô Cùng này có rất nhiều ca sĩ hát. Chính cái điều này cũng tạo cho Sang một cái áp lực cũng không hề nhỏ. Và Sang hy vọng rằng là một phiên bản Vô Cùng của Minh Sang ngày hôm nay sẽ đem đến một cảm nhận mới, và hy vọng tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ phiên bản Vô Cùng của Minh Sang trong tập lần này. Vì anh.
Chúc mừng Minh Sang. Bài hát đầu tiên đó là Gọi Tên Ngày Mới, đầy sôi động và ngày hôm nay là vô cùng. Có thể là quý vị khán giả sẽ có những yêu thích khác nhau, nhưng mà Cường thì Cường mê bài này hơn nè. Cảm thấy là đây mới là Minh Sang và cảm thấy rất là da diết. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay á, Sang hơi bị gan, tại vì Sang chọn bài Vô Cùng mà có một vị giám khảo để thể hiện ca khúc này rất là thành công luôn. Đó là giám khảo Quang Hà. Vậy thì cảm nhận của anh như thế nào? Xin mời anh ạ. Bài hát Vô Cùng là một bài hát rất là hay. Bản thân Hà rất là yêu mến và trân trọng cái bài hát này. Và khi mình thể hiện cái bài hát này thì rõ ràng là mình hát theo đúng cái cảm xúc của mình. Mình nghĩ sao mình hát vậy. Và ngày hôm nay thì khi mà nghe Minh Sang hát ấy, là mình cứ nổi da gà từ đầu cho đến cuối. Đặc biệt là cái đoạn cao trào mà Sang lên tông rồi lại phiêu lên nữa. Pop ballad là một ưu điểm của bản thân Hà và cũng là của Minh Sang luôn. Chính vì thế nên là ngày hôm nay khi mà Minh Sang chọn bài hát Vô Cùng thì Hà hoàn toàn phấn khích và thăng hoa cùng Minh Sang. Bởi vì tất cả những câu hát của Minh Sang nó đều dự tính đúng như con người Hà. Có nghĩa là có một cái sự tương đồng, có nghĩa là những cái câu hát cao vì anh thương em, Hà cũng ém lại để cho nó nhẹ nhàng. Cái nỗi nhớ đấy, cái nỗi thương đấy của mình nó nuốt vào trong trái tim. Và khi mà Minh Sang hát thì hoàn toàn Hà cảm thấy bị thán phục hoàn toàn 100%. Tiết mục rất là hay, không cần phải đầu tư quá cầu kỳ về diễn xuất mà chỉ cần về cảm xúc. Chúc mừng Minh Sang, chúc mừng em. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà. Và lát nữa đây không biết là Minh Sang sẽ nhận được bao nhiêu điểm. Tuy nhiên là chắc là Minh Sang hạnh phúc lắm với từ thán phục nè, rồi nổi da gà của anh Quang Hà. Mặc dù là anh nổi da gà, nhưng mà người đầu tiên đứng lên vỗ tay cho Minh Sang lại là giám khảo Ngọc Ánh. Hôm nay đúng là bài của em. Em chọn bài đúng chất giọng của em. Em hát lên cao bỏ nhỏ, lên tông chỗ sáng, chỗ em tuyệt vời. Không có gì để chê được cả. Chị cũng nổi da gà giống như là Quang Hà vậy đó. Thật lòng chúc mừng em. Đêm nay diễn thành công quá. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Ngọc Ánh. Và nói về cái việc mà hát sao cho nhẹ nhàng, bay bổng nhưng mà vẫn sâu lắng, thì giám khảo Vân Khánh chúng ta là thầy, là sư phụ. Dạ, chị nhận xét như thế nào về phần thể hiện này ạ? Nãy Quang Hà có nói là không cần kỳ, không đầu tư. Sao không đầu tư nguyên bộ đồ đỏ chói vậy? Quá trời đẹp. Bởi vậy chủ shop hàng gì đầu tư đồ quá xá đẹp luôn. Khánh thì không đứng dậy, tại vì thấy hai người kia đứng lợi. Cũng tính đứng mà đứng không lợi. Khánh cảm nhận một cái gì, chị biết nói rằng là mình cảm thấy lúc nó đã tai lắm. Những cái lúc em feel, em bỏ nhỏ rồi em bùng cháy với cái bài hát này á, chị chỉ dùng một cái từ là nghe nó đã lắm. À, khen nha, khen, nhưng mà vẫn có một cái chút xíu vậy nè, vẫn thích vậy nè, tại cái người mình muốn hoàn hảo hơn. Ví dụ như cái bài Vô Cùng nè, mà những người người ta không chưa biết, đâu phải ai cũng biết, thì chị vẫn thích Sang á, cái đoạn đầu mình hát tình cảm nhưng mà rõ xíu nữa. Tại vì thường thường lên cao rõ thì rất dễ, mà cái đoạn đầu mà trầm trầm á, và cái lúc đó là mình hát đang trong cái cảm xúc á, mới rất là nhẹ nhàng, thì cần phải rõ. Để ý chút xíu thôi, cái đó chỉ là một chút xíu thôi thì sẽ nó hoàn hảo hơn. Chúc mừng Sang. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Vân Khánh. Sang hát theo đúng cái quy trình của tình yêu á chị, là đầu tiên là lúc mà mới yêu là mập mờ, đầu mập mờ 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 đó, nhẹ nhẹ vậy đó, bắt đầu sau đó mới dâng lên cao trào và đến đoạn đỉnh điểm là cao dữ dội lắm, trào dữ dội luôn là mất luôn. Nó tình yêu dai dứt như vậy. Và bây giờ sẽ là số điểm của hai vị giám khảo, danh ca Ngọc Ánh và ca sĩ Vân Khánh. Điểm của giám khảo Quang Hà sẽ được giữ lại ở cuối vòng này ạ. Và xin được mời số điểm của giám khảo Ngọc Ánh ạ. Cái cảm xúc là cái thăng hoa tự trong trái tim mình ra, và cái đó em đã đạt được cái điểm tuyệt đối của chị. 10 điểm. Chúc mừng Vân Sang. Và bây giờ là số điểm của giám khảo Vân Khánh. Bị góp ý đúng không? Nhưng mà nói rồi, cái đó chỉ là cái góp ý nhỏ nhỏ thôi. Cái quan trọng là chị thấy nó đã lắm, đã tai lắm, chị cho em 10 điểm. Chúc mừng Minh Sang. Quý vị thân mến, tiết mục tiếp theo sau đây sẽ rất thú vị. Ở vòng thi trước, cô gái này đã đưa chúng ta vào không gian lụa là gấm vóc. Hôm nay, cô ấy kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về phận tơ tằm. Nói vậy chứ Vũ Minh Cường biết rằng là quý vị đã biết bài hát ấy nói về chủ đề gì đúng không ạ? Nhưng quan trọng là màn trình diễn này sẽ diễn ra như thế nào? Và luôn có những bất ngờ trong tỏa sáng sao đôi. Hãy cùng chào đón ca sĩ Phương Trang. Xin chào toàn thể quý vị, Phương Trang đã quay trở lại rồi. Vòng 2 á, thì là chủ đề là tình khúc cho nhau.
khi mà nhận chủ đề á, lúc đầu là cũng đưa rất là nhiều bài hát. Bởi vì khi mà mình bước lên sân khấu á, cái cảm giác như là mình muốn thể hiện nó quá nhiều đi, và mình đặt cái tình cảm cho mỗi bài hát nó đều khác nhau. Thì khi mà đắn đo suy nghĩ rồi á, thì Trang mới quyết định chọn bài hát Phận Tơ Tằm. Thực sự là cái bài hát này Trang rất là thích từ khi mà mình biết hát cơ. Bởi vì cái cảm giác như là, đặc biệt là cái người phụ nữ, nghệ sĩ là ca sĩ, thì người ta luôn luôn người ta khắc khoải một cái điều, người ta trăn trở một cái điều là người ta có thể tìm được một người nào đó yêu thương mình, bao dung cho mình và chấp nhận tất cả những cái, kể cả đẹp trên sân khấu, bình thường ở ngoài, và lúc về đêm thì vẫn còn nhập tâm vào cái vai diễn của mình á, thì họ có đủ cái kiên nhẫn, đủ lòng tin. Phương Trang thích bài hát này đến mức độ mà nhiều lần Trang hát nó bị rớt cả nước mắt cơ, bởi vì là mình cứ cảm giác là ôi sao mình thương quá, mình chịu không được. Và Trang quyết định chọn bài hát này để mang đến với Tỏa Sáng Giao Đôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và ủng hộ Phương Trang. Họ là có chăng
tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời. Chúc mừng Phương Trang. Có thể nói rằng là đây là ca khúc đã được rất nhiều nghệ sĩ lựa chọn để biểu diễn, bởi vì nó nói lên nỗi niềm của những người nghệ sĩ. Vậy thì Trang có thấy hình bóng mình trong đây không, mà biểu diễn thấy nó đậm cái sự tiếc nuối rồi trăn trở nhiều vậy ạ? Em biết bài hát này rất là nổi tiếng, nó in sâu vào trong lòng khán giả rồi. Nhưng thực sự là khi mà đến với Tỏa Sáng Sao Đôi á, em cũng chỉ muốn là mình thể hiện hết những cái gì mình muốn. Quan trọng nhất là mình hát những gì mình thích. Và mình muốn nhắn gửi cái gì cho chính những người yêu thương mình và khán giả của mình. Em muốn như những con tằm á, rút ruột ra. Em mang hết tấm lòng của mình ra với khán giả của mình. Đó là những chia sẻ của Phương Trang. Và chúng ta cũng đã từng lắng nghe chia sẻ của giám khảo Ngọc Ánh rằng là với những ca khúc càng đơn giản thì đòi hỏi người nghệ sĩ trình diễn lại càng phải tinh tế. Vậy thì chị có hài lòng với phần thể hiện này của Phương Trang không ạ? Xin mời giám khảo Ngọc Ánh. Ở vòng trước chị rất thích cái phần biểu diễn của em, rất là độc đáo, rất là lạ và đặc biệt. Ở phần này em lại hát một cái bài rất là quen mà em cần phải xử lý tinh tế hơn, cũng như em phải tạo được cái ấn tượng cho nó khác lạ với những người khác. Thì ở đây chị nhìn thấy được là em hát tròn vành rõ chữ, em hát đúng bài, đúng chất. Nhưng cái phần cảm xúc nó hơi thiếu một chút. Mà cái bài này đúng ra lại phải cần rất nhiều cảm xúc. Nhất là những cái bài tình ca như thế này. Cái chất tình, cái buồn, cái day rất cần phải có. Nhưng mà tổng thể từ cách biểu diễn cho tới cái giọng hát cũng như cách em chọn bài thì chị cũng rất là hài lòng. Chúc mừng em. Dạ vâng, em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Ngọc Ánh. Bây giờ thì xin được lắng nghe những chia sẻ của giám khảo Vân Khánh ạ. Xin mời chị. Mình cũng đồng cảm với Phương Trang rằng là những cái bài hát mà nó đã quá nổi tiếng và rất nhiều người đã thể hiện và nó đã thành công quá. Thì khi mình chọn ca khúc này thì cũng là một cái thuận lợi rằng là bài quá hay, ai cũng thích. Nhưng mà lại làm cho mình rất là khó khăn. Tại vì mình phải tìm cho mình một cái cách xử lý phải độc đáo. Cái chuyện cảm xúc, mình đứng trên sân khấu và mình hát thì chắc chắn một điều mình phải đặt để cảm xúc mình trong đó. Nhưng mà cái cảm xúc của mình để đến được với cái người nghe còn cả một cái khoảng cách nữa. Có thể mỗi người cảm nhận cái bài hát theo một cách riêng của mình. Thì trong bài này thì Khánh rất thích cái chất giọng của Trang. Trang có chất giọng rất hay nha. Nó có cái độ hơi khàn khàn một chút xíu, mà cái tầm quản giọng của Trang cũng khá là rộng. Thì mình vẫn chờ đợi cái cách xử lý của Trang nó có phần nào nó bứt phá hơn, đột phá hơn chút xíu nữa. Phần 1 Khánh vẫn để cho Trang biểu theo cái cách cảm xúc tự nhiên. Nhưng Khánh mong muốn cái phần 2 á, thì Trang phải đột phá hơn nữa, làm một cái gì để mọi người giật mình một cái, tức là trong cái cách xử lý của mình thôi. Còn đương nhiên cái cảm xúc là mỗi người theo cái cảm nhận của mình. Chúc mừng Trang. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Vân Khánh rất là nhiều. Có một bài em cứ hát đi hát lại hoài nhưng mà lần nào cũng bị lộn lời á, đó là bài Ngỡ của ca sĩ Quang Hà. Nhưng mà mỗi lần hát anh Hà lại hát bằng một cách khác, bằng một cái cảm xúc khác. Bây giờ anh hãy chia sẻ kinh nghiệm cho Phương Trang đi anh. Cường nói rằng là hát bài Ngỡ và hát nó nhiều kiểu khác nhau thì bởi vì là mình hát nhiều bài hát đấy. Còn đây là Phương Trang hát lần đầu tiên. Thì đôi khi mình vẫn phải châm trước cho bạn ấy. Nhưng mà thật ra thì khi mà nghe Phương Trang hát nhạc phẩm Phận Tơ Tằm này thì Hà vẫn cảm thấy được sự rung động của một người nghệ sĩ, cái nỗi niềm của một người nghệ sĩ khi mà đặt ra những cái câu hỏi xong rồi tự mình trả lời. Vì bài hát này nó cái lời bài hát nó là như vậy. Thì với cái bài hát Phận Tơ Tằm này Hà vẫn cảm thấy sự rung động và không thấy rằng là cần phải
xử lý nó quá khác đi. Có thể là vì Phương Trang hát bài hát này lần đầu tiên, hoặc là có thể là đứng ở trên sân khấu này gặp những cái người ở dưới này đó, cũng có một chút gì về tâm lý. Thế nhưng mà không sao cả, bởi vì khi mà em đã đặt cái tâm trạng của mình vào rồi, và với một cái diện mạo rất là đẹp thế kia, thì anh vẫn cảm thấy sự rung động. Một tiết mục khá là hoàn thiện của Phương Trang. Xin chúc mừng Phương Trang. Thôi em xin cảm ơn tất cả các vị ban giám khảo rất là nhiều ạ. Bây giờ em muốn có số điểm của giám khảo nào trước, Vân Khánh hay là Ngọc Ánh nè? Em không dám nói. Anh cũng không dám nói luôn. Bây giờ đến 1, 2, 3 nha. 1 2 3 9,75 là số điểm của ca sĩ Vân Khánh và 10 điểm là số điểm của danh ca Ngọc Ánh. Chúc mừng. Cảm ơn, em xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng Vân Khánh. Thưa quý vị, bài hát sau đây được nhạc sĩ viết tặng cho một nữ ca sĩ mà anh yêu. Cả hai đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng của làng nhạc trẻ Việt Nam. Đúng nghĩa là tình khúc cho nhau luôn. Đây cũng là một trong những bài hát được yêu thích nhất đầu những năm 2000 cho đến tận bây giờ. Và hôm nay, ca khúc này sẽ vang lên một cách đầy mới lạ trong Tỏa Sáng Sao Đôi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ Hồng Gấm. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi. Đến với vòng 2 của chương trình, chủ đề tình khúc cho nhau, Hồng Gấm đã chọn ca khúc Ta Chẳng Còn Ai. Khi mà nghe ca khúc này thì Gấm cảm giác như là mình có một cái sự tương đồng gì, y như là hát cho mình vậy đó. Mình đã từng bị đánh mất trái tim khi người ta ra đi. Qua câu hát là: ngày anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau. Từ lúc mà Hồng Gấm còn nhỏ xíu là đã nghe bài hát này là đã thích rồi. Chỉ đến khi mình lớn lên, mình trải nghiệm nhiều, xong mình thấy nó thấm thía hơn á, thì Hồng Gấm hy vọng là cái cách thể hiện của Hồng Gấm sẽ cũng chạm được đến quý vị khán giả. Xa quê nhà nơi có những người
hơn ghen đôi ta. Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em, chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình. Ngày sau anh ơi, ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Xin hãy yêu nhau thật nhiều. Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu. Là đang sống trong tình yêu, nhưng đã mất đi người yêu. Khi con tim ai trót trao lại tiếng yêu đầu, xin đừng đến nơi sống. Chào Hồng Gấm, ngày hôm nay với Ta Chẳng Còn Ai á, thì anh đã cảm thấy được cái sự da diết trong cái giọng hát của Gấm. Và đặc biệt hơn nữa là thấy được cái giọng hát nội lực, rõ lời này, rồi rất là tình cảm và rất là cao trào. Một chút xíu mình nên tiết chế để cho những cái câu hát đầu tiên hoặc là cái câu cuối cùng á, nó khắc khoải hơn và nó nhẹ nhàng hơn, thì đoạn B cao trào nó sẽ càng hay. Thì chỉ một chút xíu đó thôi là anh chia sẻ với Gấm. Tất nhiên là với mỗi một người thì đều có một cái cảm xúc và một cách thể hiện nó khác nhau. Còn đây là một bài hát rất là hay, và một bài hát nó đã là thời thanh xuân của rất là nhiều người, trong đó có anh. Hôm nay với một cái tổng thể nó làm cho cái người nghe cảm thấy một cái tiết mục nó rất là huyền bí và nó rất là da diết. Và chúc mừng Hồng Gấm với tiết mục Ta Chẳng Còn Ai này. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà. Và khi mà lắng nghe ca sĩ Quang Hà chia sẻ thì giám khảo Ngọc Ánh gật gù rất nhiều. Chính vì vậy mà chị nhận xét sau nha. Xin mời ca sĩ Vân Khánh à, xin mời chị. Phải nói rằng là cũng rất là thích cái giọng hát của Gấm. Nghe nó mãnh liệt. Nói chung là giọng em của giọng rất khỏe khoắn. Khánh để ý tất cả những cái bạn mà có cái giọng khỏe đó thì đôi lúc là hay bị thiếu cái sự tiết chế đó. Tại vì giọng khỏe quá mà vốn dĩ cái giai điệu bài này là những cái cụm từ nó lặp lui lặp tới rất là nhiều lần. May là bạn có cái sức khỏe và cái cột hơi tốt á, tại vì nó cứ lên cao trào hoài, nhưng mà bạn đã giữ vững được như vậy. Nói chung là cái phần biểu diễn của em là khá tròn trịa, chúc mừng em. Cảm ơn chị. Dạ, chị Ngọc Ánh ơi, thật sự nha, bản thân em là khán giả đó, em thấy đêm thi ngày hôm nay nè, là các bạn thể hiện em cảm thấy đã hơn. Nhưng mà lại nghe giám khảo nhận xét thì có vẻ căng hơn rất là nhiều luôn á. Thì không biết là như thế là sao chị? Bởi vì theo như Ngọc Ánh thấy là các em đã hát chuyên nghiệp rồi, cho nên cái chuyện hát đối với các em là một cái sự chuyên nghiệp. Là em hát rất là thoải mái trên sân khấu và em thể hiện hết tất cả những tài năng của em có được. Nhưng mà giám khảo nhận xét thì là mỗi người họ nhận xét theo cái sự đón nhận của họ. Còn như cả một chương trình em thấy bạn nào hát cũng hay. Và cái vòng trước rất là khác lạ. Hồng Gấm của vòng trước sôi động, nhí nhảnh, dễ thương, trẻ trung, mà Hồng Gấm của cái vòng này lại rất là nhẹ nhàng, du dương, êm ả. Mà chị thật sự mà nói, chị rất khâm phục cái giọng hát của em. Cái giọng hát em rất mạnh, rất nội lực, lên cao thẳng tưng và xuống rất rõ ràng.
và chị cảm thấy là em giữ cái phong độ đó từ đầu đến cuối bài, em không hề bị chao đảo gì hết á. Cái đó là cái sức, cái thể lực cũng như là cái chất giọng của mình. Nhưng mà chính vì vậy nó làm cho cái bài hát nó bị đều từ đầu đến cuối, và nó thiếu chỗ lên, xuống, nhỏ, cao, thấp. Những cái chỗ đó em phải bỏ nhỏ chút xíu. Và câu cuối cùng, chị muốn em cái câu cuối cùng á, ý em thở ra hơi vậy để em hát cái câu cuối cùng đó. Em bỏ nhỏ thôi, em nói nhỏ để nó ao luôn. Đó là kinh nghiệm biểu diễn. Còn chất giọng của em thì là quá xuất sắc, và em đứng trên sân khấu là em tỏa sáng rồi. Cái tình cảm em vẫn đầy đủ, cảm xúc em vẫn có, cao trào vẫn có. Mình xử lý tinh tế một chút thì cái bài hát nó sẽ trở nên rất là thăng hoa. Chúc mừng phần biểu diễn của em. Cảm ơn giám khảo Ngọc Ánh. Thiếu con chút xíu. Và bây giờ sẽ là số điểm. Dạ, em có muốn đếm 1, 2, 3 đưa lên nữa hay không? Dạ không. Em chọn đi. Dạ em nghĩ là chị Ngọc Ánh sẽ tạo động lực để em cố gắng hơn bằng số điểm 10, nên chọn chị Ngọc Ánh. Trời ơi, dài luôn. Sao em lại có thể quy định cái điểm đó cho chị vậy? Dạ không, đó là em nghĩ và thôi. Mong ước à, cái đó là. Và bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo Ngọc Ánh. Chị thực sự là thích giọng hát của em. Chị bấm cho em số điểm tuyệt đối của chị. 10 điểm, cầu được ước thấy luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Cầu được ước thấy à. Còn bên đây là dơ cao đánh khẽ. Và bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo Vân Khánh. 10 điểm, chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, màn tranh tài cuối cùng của đêm nay đã khép lại, nhưng dư âm của những bản tình ca sẽ còn được tiếp nối ngay sau đây với một tình khúc ra đời từ những nhung nhớ về một người trong mộng ở nơi xa, được nhạc sĩ chắt chiu từng lời thương, lời nhớ, ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng với phần biểu diễn của giám khảo khách mời ca sĩ Quang Hà. Qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm khỏi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau, chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn khẽ môi sầu, ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, thôi có nhau xin người biết đâu. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, gió ơi bay lên để bụi đường khay lòng mắt. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.
còn có nhau, xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đâu. Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn phơi quay, bước chân nghe quen cũng buồn. Lại trời xin con tuổi say, còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhất tên em. Ngoài kia không có nắng mê, ngoài kia ai còn biết tên. Ngoài kia không có nắng mê, ngoài kia ai còn biết tên. Rất là cảm ơn món quà đặc biệt của ca sĩ Quang Hà đã mang đến chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại ba ca sĩ đã thể hiện rất là xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Đó là ca sĩ Hồng Gấm, Minh Sang và Phương Trang. Bây giờ thì xin mời ba vị giám khảo sẽ lên chia vui với ba ca sĩ của chúng ta. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị, đêm thi tiếp theo của chủ đề Tình Khúc Cho Nhau, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Bảo Đăng và Phượng Vũ. Và đến đây thì chương trình Tỏa Sáng Sau Đôi mùa thứ hai xin phép được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại thứ tư tuần sau. Sáng Sau Đôi sẽ tiếp nối những tình khúc cho nhau với sự tranh tài của ba tiếng hát Nguyễn Duy Quỳnh, Bảo Đăng và Phương Vũ. Không chỉ là những màn trình diễn âm nhạc mà còn là một chuyến viễn du qua các mùa trong năm trên một sân khấu lộng lẫy với những bản tình ca lay động lòng người. Hãy cùng thưởng thức những màn đơn ca cuối cùng trước khi biết được các cặp đôi sẽ hình thành ra sao cho những cuộc tranh tài kế tiếp. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng ngỡ trái sầu rụng rơi. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn hương vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Đón xem Tỏa Sáng Sau Đôi vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.